Xin chào các bác nhé. Em chuẩn bị đưa ra cái giống nhãn gọi là siêu phẩm luôn. Tại sao gọi là siêu phẩm thì các bác nhấn đăng ký kênh để theo dõi cùng cái giống Tuấn Chu nhé. Các bác nhìn lá, các bác có biết cái giống nhãn gì không? Đây, soi rất kỹ này. Các bác đoán được ra chưa ạ? Em chưa đưa ra thị trường đâu, cho nên là các bác chắc là đoán sai rồi đấy. Hôm nay em đánh dấu này nhá, để cho các bác theo dõi, các bác nhấn theo dõi để cùng cây giống Tuấn Chu xem cái loại này tại sao em gọi là siêu phẩm. Đây em giấu cây roi ở cạnh cây roi đấy nhá, làm dễ cây roi này chắc là phải lấy cho khách cây khác rồi, để đánh dấu cho các bác xem.